Kênh Cơm Bốn An xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Video hôm nay chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cách làm xương sa nước đường gừng. Món này các bạn để lạnh ăn rất là ngon và thanh mát. Xương sa giòn ăn cùng nước đường gừng thơm và để lạnh thì ăn rất là mát. Và nếu thấy thích món ăn này thì cùng làm với mình nha. Đừng quên bấm like và nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem các video mới khi kênh ra nha. Giờ thì xin mời các bạn cùng xem qua nguyên liệu và cách làm. Phần nguyên liệu để nấu xương sa thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái gói nấu xương sa kiểu này dạng bột, và mình mua ở các siêu thị lớn nhỏ thì có bán nha. Và ở trên đây thì nó có hướng dẫn nè, thì 25g bột xương sa thì mình sử dụng là 2 lít nước, và để giòn hơn thì mình sử dụng nước ít lại. Mình muốn cái xương sa của mình nó mềm hay là cứng thì mình tăng giảm cái lượng nước nha. Mình sử dụng 1,5 lít nước, ở đây cái ca này là 1 lít, tí mình sẽ cho thêm 500ml nữa nha, là đủ 1,5 lít. Bây giờ mình sẽ đi nấu luôn. Và trước tiên mình cho vào đây là 1,5 lít nước nè, đổ thêm 500ml nước nữa, rồi là 1,5 lít nước nha các bạn. Bột xương sa này thì bây giờ mình xé ra. Bên trong gói xương sa thì nó có một tờ giấy hướng dẫn và một gói bột xương sa thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt ra và mình đổ hòa tan với nước nha. Mình sẽ đổ từ từ vào, và các bạn dùng cái cây khuấy bột này nè, mình khuấy cho nó tan bột với nước đều hết nha. Khuấy đều rồi thì bây giờ mình để lên bếp và nấu nha các bạn. Mình sẽ mở lửa vừa và nấu nha. Trong khi nấu thì các bạn nhớ khuấy để phần bột không bị lắng dưới đáy nồi và bị cháy nha. Mình khuấy xương sa một lúc khoảng tầm vài phút thì các bạn sẽ thấy cái nước nó hơi sệt sệt lại cái này nè các bạn. Các bạn đưa tay vào và thấy có hơi nóng rồi thì mình sẽ ngưng khuấy nha. Lúc này bột nó đã tan hẳn rồi, mình để cho nó nhanh sôi. Khi mà xương sa đã sôi mạnh lên thì mình tắt bếp nha, rồi mình sẽ hớt bỏ hết bột đi nha. Hớt bỏ sạch bột rồi thì mình đổ ra khuôn để cho xương sa được đông lại nha. Đổ xương sa ra, các bạn để chút xíu thì nó sẽ bể hết cái bột bong bóng. Còn vài cái thì các bạn dùng vá mình chọt nhẹ cho nó bể ra nha. Để khi đông lại thì nó sẽ được láng cái mặt nha. Và bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường nha. Và công thức nấu thì mình sử dụng 200g đường nha. Các bạn có thể thay thế đường nâu hoặc là đường vàng cũng được. Và 70g gừng. Thêm 400ml nước nha. Mình chia ra 2 lần nấu. Trước tiên thì mình cắt gừng thành những cái lát như thế này nè. Sau đó chắp lại 2 miếng và cắt sợi nha. Mình cắt gừng thành những cái sợi nó vừa mỏng vừa nhỏ thì mình nấu nó dễ thấm hơn. Ăn cái miếng gừng của mình nó thấm nước đường và nó thơm ngon hơn nha. Cắt xong mình cho hết vào chén và mình sẽ đem đi nấu luôn. Và mình cho hết 200g đường vô nồi nha. Và nước thì mình sẽ chia ra 2 lần nấu. Mình sử dụng trước là 200ml nước và cho vào để nấu nha. Rồi mình cho vào đây là nửa phần gừng đã sắc sợi lúc nãy. Bật bếp và mở lửa vừa. Các bạn sẽ không cần khuấy gì nha. Để cho nước đường tự sôi và tan ra. Đường sôi lên có bột thì các bạn vớt bỏ đi nha. Và mình tiếp tục để nước đường lại nấu nha, đến khi mà nước đường chuyển sang màu nâu như thế này nè các bạn. Mình để cho nó chuyển thêm chút xíu nữa, rồi sử dụng 200ml nước còn lại và đổ vào nha các bạn.
Khi đổ nhớ lấy cái tay ra để không có bị phỏng nha. Đường nó hơi chuyển màu nâu một ít vậy á, thì mình sẽ cho nước vào để cái nước màu gừng của mình nó sẽ có cái màu vàng đẹp nha. Và mình cho hết nửa phần gừng còn lại vào để nấu luôn nha. Lúc này mình dùng muỗng và dầm những cái đường nó đông nè, bạn dầm chút xíu là nó tan ra. Và mình tiếp tục để nước đường đây nấu cho nó sôi lên nha. Khi mà nước đường gừng của mình đã sôi lên á, thì các bạn để thêm tầm 2 phút nữa, rồi mình tắt bếp và để cho nó nguội nha các bạn. Khi còn nóng á, thì nước đường nó hơi lỏng, và khi để nguội á, thì nước đường nó sẽ hơi sánh kẹo lại chút xíu nha. Xương sa thì mình để khoảng tầm 40 đến 1 tiếng đồng hồ các bạn, cho nó thiệt là cứng nha. Rồi mình hẳn cắt ra. Và các bạn để trước máy quẹt á, cho nó đông lại cho nhanh nha. Bây giờ mình dùng dao và cắt thành những cái miếng vuông, cắt lớn lớn tí thì mình ăn nó ngon hơn. Nhìn cái bề mặt xương sa nó láng mịn nhìn rất là đẹp luôn á. Mình cắt thành những cái đường dọc này, sau đó mình sẽ cắt thành những cái miếng vuông. Để mình lấy một miếng xương sa lên cho các bạn xem nha. Và miếng xương sa mình nấu ra thì nó rất là mịn luôn. Và cái miếng xương sa nó có cái độ rất là giòn nha. Bây giờ mình sẽ cắt thành những cái miếng vuông thôi. Thích cái miếng xương sa của mình á, nó có cái độ mềm hơn á, thì các bạn tăng cái lượng nước lên nha. Và mình sẽ lần lượt làm tương tự cho đến hết những cái miếng xương sa còn lại nha. Và xương sa mình nấu ra được rất là nhiều luôn, nhìn rất là đẹp mắt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ pha cái món xương sa để mình ăn nha. Cho những miếng xương sa ra ngoài tô rồi mình rưới cái nước đường gừng lên và thưởng thức thôi. Trước khi mình ăn á, thì nên cho những cái miếng xương sa này vào ngăn mát tủ lạnh đi, để những cái miếng xương sa được lạnh và giòn hơn. Rồi á, mình rưới cái nước gừng lên, ăn rất là ngon nha. Những cái miếng xương sa ăn giòn và lạnh lạnh, ăn cùng cái nước đường á, thì nó thơm và cái độ ngọt vừa phải rất là ngon nha. Món ăn làm đơn giản, vừa ngon và vừa mát. Và mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn xong cái món xương sa nước đường gừng này rồi. Nếu các bạn thấy video hữu ích á, thì có thể làm tại nhà và thưởng thức nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn chia sẻ đến cho các bạn nha. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho các video mới khi kênh ra. Giờ thì mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.